Xin chào quý bà con, xin chào đón quý bà con đã quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Takio Việt Nam. Và hôm nay thì Hà Nguyên đang rất là nóng lòng để được giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm mà vừa tiện lợi, vừa giúp tiết kiệm thời gian để giúp bà con nâng cao năng suất chăn nuôi, đạt được giá trị hiệu quả kinh tế cao. Thì sản phẩm mà Hà Nguyên đang muốn nói đến ở đây đó chính là máy thái chuối miệng TK1500 được sản xuất và phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Takio Việt Nam, với tính năng vô cùng nổi bật mà Hà Nguyên tin chắc rằng là quý bà con sẽ rất yêu thích, đó chính là chỉ cần băm một lần là miệng, không cần phải băm quá nhiều lần, hoặc là tiện lợi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ Hà Ngân sẽ giới thiệu chi tiết hơn để quý bà con cùng tham khảo sản phẩm này nhé. Sau đây thì Hà Ngân sẽ chia sẻ với quý bà con một vài lưu ý trước khi sử dụng máy thái mịn Takio TK1500. Bà con hãy cùng Hà Ngân theo dõi kỹ thuật viên của công ty hướng dẫn sử dụng nhé. Lưu ý khi sử dụng, để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy thái mịn Takio TK1500, quý bà con hãy kiểm tra kỹ theo thứ tự như sau. Bước đầu tiên, quý bà con hãy kiểm tra mặt phẳng để máy trên mặt phẳng đều và chắc chắn, không được để máy cập kênh hay là mặt phẳng không chắc chắn. Bước thứ hai, bà con hãy kiểm tra ốc siết dao, kiểm tra một lượt ốc siết dao có bị lỏng hay không. Nếu như bị lỏng thì bà con có thể lấy công cụ siết chặt lại rồi hãy sử dụng. Bước thứ ba, bà con hãy kiểm tra nguồn cấp điện và CB máy. Trước khi sử dụng, bà con nên kiểm tra lại xem nguồn điện cấp cho máy thái chuối có đủ tải ổn định và an toàn hay không. CB điện được lắp sẵn trên máy. Trước khi cắm điện, bà con nên để ý công tắc điện, phải luôn luôn tắt, khi dùng thì mới bật lên. Với cấu tạo chắc chắn và an toàn cho người sử dụng, Hà Ngân không thể không nhắc đến 4 lợi ích nổi trội của máy thái mịn Takio TK1500. Lợi ích đầu tiên đó là máy sẽ giúp giảm sức lao động và tăng quy mô cho người chăn nuôi, bởi vì máy được thiết kế để giúp bà con băm thái thức ăn nhanh gấp 70 lần so với việc băm thái bằng sức người, cho nên là sẽ hỗ trợ bà con tiết kiệm được cái quá trình mà chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi hàng ngày. Ngoài ra thì sẽ hỗ trợ bà con mở rộng quy mô đàn gia súc gia cầm hiệu quả hơn. Lợi ích thứ hai là chúng ta sẽ tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn từ tự nhiên như là thân cây chuối, cỏ voi, thân cây ngô, củ quả hay là rau bèo lục bình, đều là những cái nguồn thức ăn mà mình có thể tìm thấy từ tự nhiên, không chứa chất cấm, những cái chất kích thích tăng trưởng hay là thuốc trừ sâu hay là chất bảo quản. Do đó mà chúng ta sẽ cung cấp được một cái nguồn sản phẩm chăn nuôi thịt sữa đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, việc chúng ta có thể tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên sẽ giúp cho bà con hướng đến một cái phương pháp đó là chăn nuôi bền vững. Việc sử dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp như là thân cây chuối, bèo và rau củ bột lục bình làm thức ăn chăn nuôi sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho quý bà con. Lợi ích thứ ba đó là bởi vì chúng ta sử dụng cái nguồn thức ăn có sẵn từ tự nhiên nên sẽ giúp giảm chi phí mua thức ăn công nghiệp cho vật nuôi. Ngoài ra thì cái việc mà sử dụng những cái nguồn thức ăn tự nhiên đó sẽ đảm bảo cho vật nuôi có cái nguồn thức ăn dồi dào, tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Thứ tư là lợi ích mà Hà Ngân không thể không nói đến cho quý bà con, đó là máy thái mịn Takio TK1500 sẽ rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng, bởi vì máy có CB cấp nguồn nè, chân máy thì rất là vững chắc, miệng nạp góc nghiêng, rất an toàn và sẽ hạn chế được tối đa những cái nguy cơ mà gây tai nạn trong quá trình bà con sử dụng máy. Ngoài ra thì máy có cấu tạo cũng rất là đơn giản, như là bộ phận thùng làm việc, nắp đậy để gắn kết với nhau bằng một cái bảng lề cối dày 16mm, hai khóa gài thùng xe tải rất là chắc chắn, dễ tháo mở. Do đó là cái việc sử dụng, vệ sinh và bảo quản máy cũng sẽ diễn ra rất là dễ dàng cho quý bà con. Và lưu ý cuối cùng mà Hà Ngân không thể không nhắc bà con, đó là để mà mua được sản phẩm thái mịn Takio TK1500 chính hãng thì bà con nhớ lưu ý quan sát cái phần logo. Nếu như phần logo được dập nổi ở trên bề mặt máy thì đó chính là hàng chính hãng. Còn ngoài ra thì để mà đảm bảo mình mua được cái sản phẩm chất lượng thì bà con hãy đến ngay công ty Takio Việt Nam để chọn mua sản phẩm. Bà con nên vệ sinh máy thường xuyên để kéo dài tuổi thọ máy và nhớ để nơi khô ráo, có mái che tránh mưa nắng ướt vào máy và motor gây hư hại chập cháy. Cấu tạo của máy thái chuối mịn Takio TK1500 thì khá đơn giản, bao gồm là khung chân máy, thùng làm việc, khóa đóng mở nắp thùng, motor và CB chống giật. Thùng làm việc của máy được làm bằng thép mạ kẽm chống oxy hóa có độ dày cao. Nắp thùng được dập khuôn định hình kết cấu liền mạch chắc chắn. Máy cũng được sơn bằng loại sơn chống rỉ chuyên dùng cho tàu thủy, rất bền, hạn chế việc ăn mòn và bị sét từ môi trường. Máy thái mịn Takio TK1500 có miệng nạp nguyên liệu,
được thiết kế hình tròn với đường kính là 20cm, độ nghiêng là 20 độ, giúp bà con có thể bỏ thức ăn vào bên trong máy một cách dễ dàng và an toàn. Motor của máy thái mịn Takio TK1500 được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến của Đức, sử dụng 100% dây đồng nên máy chạy êm, bền bỉ và mạnh mẽ. Dao của máy thái chứa mịn Takio TK1500 được làm bằng nhíp ô tô, rèn theo dây chuyền công nghiệp nên đạt tiêu chuẩn chất lượng đều, đẹp, sắc bén, sản xuất kết cấu đặc biệt giúp máy chỉ băm một lần là miệng. Ngoài ra thì khi băm, máy sẽ giúp giữ được các chất dinh dưỡng của thức ăn, làm cho thức ăn không bị dập và chảy nước. Máy thái mịn Takio TK1500 có CB dùng để cắt nguồn điện hoạt động cho máy cũng như là bảo vệ máy khi mà hệ thống gặp những cái tình trạng như là quá tải, sụt áp hay là chập mạch, điện không ổn định thì nó sẽ giúp bảo vệ máy không bị chập cháy. Máy thái chứa mịn thức ăn Takio TK1500 xuất xứ từ Việt Nam có những thông số kỹ thuật như sau. Đầu tiên là về công suất động cơ là 2.2 kW, tốc độ động cơ là 2.900 vòng/phút, nguồn điện là 220V, với số dao thái mịn là một dao lớn 2 lưỡi, năng suất thái mịn thì có thể lên đến từ 1 đến 2 tấn trong 1 giờ. Mặc dù là máy mini nhưng mà TK1500 có năng suất tiêu thụ rất là lớn, giúp bà con có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức. Trọng lượng máy là 35kg với kích thước thùng là 50x39x72 cm. Máy có kích thước rất là nhỏ gọn nên dễ dàng cho quý bà con vận chuyển và di chuyển máy. Khi mà mua sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Takio Việt Nam thì quý bà con sẽ được bảo hành chính hãng 18 tháng, motor đổi mới trong vòng 12 tháng nếu như quý bà con phát hiện ra là do lỗi nhà sản xuất. Và đó là tất cả những thông tin mà Hà Ngân muốn chia sẻ về dòng máy thái mịn Takio TK1500 để quý bà con cùng tham khảo. Để mà có thể sở hữu một cái sản phẩm chính hãng thì quý bà con có thể liên hệ số hotline 0965 254 758 hoặc là truy cập vào website takio.vn. Ngoài ra thì quý bà con hoàn toàn có thể đến xem sản phẩm trực tiếp tại showroom ở địa chỉ 96-98 đường số 5A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để nhận thêm được cái sự tư vấn cụ thể từ nhân viên và nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé. Hà Ngân sẽ để lại phần thông tin liên hệ ngay dưới phần mô tả bên dưới video để bà con cùng theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt và đừng quên nhấn theo dõi kênh để chờ xem những sản phẩm ưu việt tiếp theo của công ty trách nhiệm hữu hạn Takio Việt Nam nhé.